Rồi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái clip này là để dắt các bạn đi tham quan shop cá săn mồi độc lạ quanh Long Vũ nha các bạn. Ở video trước thì mình có dắt bạn đi tham quan của shop quanh Long Vũ, nhưng mà nó là ở shop cũ, ở nó nhỏ hơn, còn đây là một cái shop mới với một cái quy mô hoành tráng hơn rất là nhiều các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tham quan shop quanh Long Vũ nha. Shop cá săn mồi độc lạ lớn nhất Sài Gòn luôn các bạn. Mấy con này mấy con cá hổ đây là con bi bụng vàng, chắc con này to nhất Việt Nam luôn. Đây là Manuvali nha các bạn, đầu đến mắt King of Piranha là con này. Đây là hồ cộng đồng, cái con Goliath, cái sấu hồ, còn mấy con catfish. Đây là nguồn nắp tương hay là Ali ha anh. Trời ơi, to lắm nha các bạn. Oh my god, đây miệng nó cái lưỡi đó nè, con này nặng chục ký không anh? 8 ký. 8 ký ghê rồi. Trời ơi, cái nhiều lúc nó nè là quá khủng luôn, bằng một con gà tre rồi. Không, cái chân này thôi. Con này chắc lớn nhất Việt Nam không anh? Chắc vậy. Nếu mà nói con á, có thể là nó lớn nhất. Con Ali có mấy con Ali thấy đèn phu rồi đó. Ali đông cái đèn nhiều mà con thì chắc có được. Con mấy con, cái lưỡi nó có mấy xúc tu giống như là dụ mồi như con cá mà. Con nào lớn đó không biết. Đưa vô miệng nó táp cái là đứt đôi luôn. Rồi đây là cái hồ cá lóc các bạn. Ở đây thì có đủ cái loại cá săn mồi độc lạ nha mọi người. Từ vi canh ha, cá lóc, cá nóc, cát phít, rồi cho tới những con cá hổ, rùa, phổi, đây là mấy con hắc long. Nếu các bạn có nhu cầu về các loại cá săn mồi độc lạ, bạn có thể lên Facebook bỏ search cái trang là Long Vũ Fish Store nha các bạn, hoặc là bạn có thể DM Facebook riêng của anh Long Vũ là Long Vũ hoặc là Long Vi á, ảnh sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn, tư vấn đúng theo nhu cầu và sở thích của từng người luôn. Đây là mấy con chơi đánh trăng nè, chơi ngựa vằn nữa. Đây là con Erotina Top, cũng là Piranha nữa nè. Ở đây thì các loại cá piranha có từ size nhỏ đến size lớn đầy đủ hết luôn các bạn. Từ những con nhỏ nhí như con này size 8-10 nhỏ tới con size 30 có. Đây là chắc là mấy con Black Diamond quá. Black Diamond, Black Blue nè. Các bạn muốn giá, biết giá bạn có thể inbox trên cái trang Long Vũ Fish Store hoặc là Facebook anh Long Vũ Long Bi. Anh sẽ trả lời cho các bạn nha. Đây là những con cá lóc. Cái này như là Red Barito. Đây là những con cá lóc Indo. Những con này thì không cần nhiệt độ lạnh nữa. Lóc vảy rồng. Chỉ có dòng lóc Ấn Độ như lóc nữ hoàng, lóc hoàng đế, lóc vảy xanh. Nên có chiller làm mát. Nhiệt độ phải 20 mấy độ thì nó phù hợp với con cá rồi. Rồi, còn đây là cái bộ cá lóc hoàng đế nha các bạn. Còn nhìn nó hoang dã tự nhiên đẹp thiệt. Thì là chúng ta ghép con trống không được. Cái này nhìn sao biết con trống không được anh? Cái đầu khác. Đó, cái con bên phải đó. Con này là con đực hả? Đúng rồi, cái đầu khác. Đầu nó vuông vuông á. Nó bự hơn mà cái này nó nhọn nhọn hơn con đầu con cá nè. Tôi không phải hẹn cái gì tóc kia. Bắt là một cái tóc kia.
Nó nhìn từ trên xuống mà. Đó, con cá lóc hoàng đế này ta có chiêu lơ làm mát phải không? Nước động bên ngoài quá trời mà. Qua đây tham quan là bạn sẽ lạc vào cái thiên đường cá săn mồi độc lạ luôn các bạn. Rồi, còn đây là khu vực của những con cá biên Caudipa. Con này đóng thùng nhé, tự bán. Đây là những con Gepili. Cái shop này anh mới vừa chuyển về thì bên này nó bận lắm các bạn. Thành chán của shop cũ là nhiều luôn. Này mấy con mè nó tối. Đây là con lươn albino. Đây là một con phổi. Ủa con này là phổi cẩm thạch hả anh Long? Phổi albino. Phổi albino hả? Phổi albino. Đây là phổi albino bự nhất Việt Nam. Nhưng Long chỉ làm kiển cho con phổi thôi. Đây, đây cũng là một cái hồ cây ba nha mà. Phía sau này là có những con rùa các bạn. Common Haibo. Common Haibo tức là dòng rùa common nhưng mà nó không có sắc tố đen này. Rồi nó vàng. Rùa thì anh Long cũng mới chơi đây thôi các bạn. Trước giờ ảnh chuyên về cá Minha với nó loại khắp khít xong rồi độc lạ. Đó, còn đây là lòng trên nữa các bạn. Đây cũng toàn là những con cá Minha. To lắm là cái tay bằng mấy con này có luồng đẹp nè còn mấy đường ấy à. Hôm nay ảnh có chơi thêm mấy con rùa cạn nữa mà em con cương ta ta về em vô bắt cái con này nhỏ bạn. Các bạn lưu ý là có nhu cầu về các loại cá săn mồi độc lạ từ Piranha, lóc, rồi cá nóc cho đến những con cá phít, những con cá phổi, bạn cứ đi em trên store Văn Long Vũ là Fish Store, Long Vũ Fish Store với lại Facebook cá nhân là Long Vũ hoặc Long Bi các bạn. Anh sẽ giải đáp báo giá từng con cho các bạn luôn và tư vấn nhiệt tình cho các bạn phù hợp với từng nhu cầu và sở thích của mỗi người. Còn đây là con cá hồi các bạn, hồi Nogado. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào trong tham quan một cái phòng đặc biệt các bạn. Đây là phòng cá lóc lạnh các bạn, phải mở máy lạnh luôn các bạn, thấy không? Đây là nhiệt độ thoải mát phòng lóc lạnh. Như mình đã nói với các bạn thì là những con cá lóc Indo á, như là Red Barito hoặc là những con lóc biển, những con lóc biển rồng đỏ, rồng vàng á, thì là nó không cần nhiệt độ lạnh mà. Nó chỉ cần nhiệt độ bình thường là ok rồi. Còn những con lóc của Ấn Độ á, như là Nữ Hoàng hay là Hoàng Đế hay là Bay Xanh đó, thì là các bạn cần phải có nhiệt độ lạnh, nhiệt độ mát phù hợp với con cá thì nó mới lên màu được các bạn. Nữ Hoàng có đủ size mạng lớn nhỏ đầy đủ luôn nha. Mọi người có nhu cầu thì cứ DM riêng cho anh. Cho anh Long Vũ. Đây là con Hoàng Đế nè các bạn. Con Hoàng Đế này nè. Đó. Đây thì những con lóc tiêu. Đây là những con tiểu Hoàng Đế này. Các bạn tối các bạn. Tối đen mà có vua rồi, dữ nha, đủ loại cá săn mồi độc lạ cho các bạn luôn. Hôm nay sẵn qua đây được xem cá rồi mình sẵn mua màn nhiệt động các bạn. Nhìn rất là cụ te luôn á. Hôm nay mình cũng kiếm lâu lắm hôm nay mới có được. Hôm nay Long muốn coi giờ có đúng một con. Rồi với lại sẵn đây mua thêm một con Caribe nữa thả vô hồ cho chẳng 8 con nữa rồi. Con nó may mắn. Không, không đẹp, ta ngồi đi. Rồi, ba hồ cát nữa mấy bạn ơi. Này nha.
này hai ngày rồi. Nhiều quá. Rồi, mình xin kết thúc video mình tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ là có thắc mắc có gì cứ comment bên dưới mình sẽ giải đáp hết các bạn. Và các bạn nhớ lưu ý là có nhu cầu về các loại cá săn mồi độc lạ từ piranha, cá hổ, cá lóc, cá nóc cho tới những con cá tuyết. Đó, thì các bạn có thể là inbox Facebook của anh Long Vũ hoặc là Long Bi. Hoặc là có thể các bạn inbox trên trang là Long Vũ Fish Store nha các bạn. Để được tư vấn nhiệt tình. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.